Hiện tại mình làm việc trong TCA được khoảng được nửa năm rồi. Vào TCA từ tháng 6 đến nay là được 2 tháng. Làm việc ở TCA được khoảng hơn 1 năm rồi. Còn khoảng 2 năm rưỡi. 5 tháng rồi. Rất là nhiều kỷ niệm. Trong nửa năm 2019 thì mình ấn tượng với trip Campuchia và trip kỳ coi eo gió. Đó là hai cái trip đó thì mình cảm thấy là mình rất là mệt mỏi về cái việc học và những cái chuyện khác áp lực. Nhưng mà khi mà về với TCA thì mình cảm thấy là nó thực sự giống như là nhà. Cái gì mà mình ấn tượng nhất trong cái team lần này đó là Campuchia. Vì đó là event đầu tiên mà mình dự định chung với là Thái, Toy, Bao Kim, với là chị Banh. Thì đó là lần đầu tiên mà mình làm việc với nhiều người như vậy và trong một cái team mà được cái sự kỷ luật và sự nghiêm túc được đẩy lên hàng đầu luôn, nên là rất là ấn tượng với lại cái event. Nghiệm đắt giá kia ở trong team CA rất là nhiều trải nghiệm đắt giá luôn, từ lúc mà bít đi là té xe, sắp mặt chảy mũi, té cầm, rồi đến cái trip Quy Nhơn thì bị bão lũ, rồi là lít cái trip đi Campuchia thì bị đi nhầm tàu xém tới bị bán qua Campuchia luôn. Campuchia. Nửa đầu năm 2019 thì người là mình làm việc thân nhất là CA BD của mình, đó là chị Phúc Lê, gọi CA bên chị Quỳnh. Trời, nếu không bị kiếm gì từ vậy luôn á thì không bị kiếm gì đúng không? Vậy clip này không thăng lên đúng không? Thì nhoi nè, lầy nè, nghiêm khắc. Các chị hòa đồng thân thiện quan tâm nhau. Thì khuôn, ngầu, lầy. Tại là em đang làm mất đi. Trong khoảng thời gian đó thì em sẽ được hỗ trợ chính vừa dự án cá nhân và vừa dự án thể hiện. Và cái chính, cái mục tiêu chính mà em muốn hướng tới đó là tiếp sắp tới trong team xe của mình đó là hỗ trợ được 5 khóa mà có số lượng học viên tốt nghiệp trên 70%. Hiện tại trong nửa năm còn lại thì đang rất là thích những cái câu chuyện của anh Quân về lịch sử văn hóa, cũng đang có hứng thú để tìm hiểu những cái đó, nên là cũng muốn một phần nào đó được tìm hiểu trải nghiệm và gọi là đi học hỏi nhiều hơn từ mấy bạn có kinh nghiệm về lịch sử văn hóa này nọ. Đến bộ nhiều nhất Cindy. Vì sao? Vì bạn ấy là CA của mình. Ngưỡng mộ thì thực ra nhiều lắm, mỗi người em ngưỡng mộ một điểm, nhưng mà nếu cho chọn một người đi thì em sẽ chọn Cindy. Em thích được cái sự điềm tĩnh của Cindy. CA đã giúp mình mạnh mẽ hơn, được sống thật là mình hơn, mình có thể làm những gì mình thích và có thể nghĩ những gì mà mình nói. Cái mà CA giúp cho mình khi bước ra đời đó là phản hồi tốt hơn với hoàn cảnh, và những lúc mà mình bị dồn vô đường cùng thì mình biết là có những cái ở trong CA nó còn đơn giản hơn là ở bên ngoài. Nhưng mà mặc dù khắc nghiệt, nhưng mà khi mà mình trải đủ ở bên đây thì mình có thể tự nhiên mà ứng phó với những việc đó, và đặc biệt là có thể đối xử giữa người với người nhiều hơn. Nếu mà ở bên ngoài thì như là một cuộc chơi để mình ứng dụng lý thuyết mình được học. Mình sẽ up team. Sắp tới mình sẽ up team và có dự định gì hả? Sắp tới thì Banh nghĩ là mình có dự định là đầu tiên là Banh tập trung lại cho việc học của mình. Tại vì sắp đang học vào chuyên ngành. Thực ra là hồi xưa không tập trung vào việc học lắm, tại vì cảm thấy nó chán, nhưng mà giờ thì cảm thấy nó ok hơn, mà mình cảm thấy mình cho được nhiều hơn cho việc học của mình. Rồi mình muốn tiếp tục hỗ trợ học viên, hỗ trợ lesson và quay lại core team, lập lại những cái quy trình hoặc là ra những cái gì đó để có thể những bạn CA mới, bạn newbie biết được là những thế hệ đi trước đã để lại những cái gì và có thể sáng tạo những cái mà mình đang có. Dự định của em sắp tới trong team CA là hiện tại thì em đang thực tập ở HR, cho nên em mong muốn tiếp theo thì sẽ là thành viên chính thức của HR và làm được nhiều ngoãn hơn. Còn đối với các bạn học viên thì sẽ hướng dẫn được thêm ra được cho các bạn trong cái expression project hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt càng tốt thì là ở những cái nhóm sale mà em rất là thích hỗ trợ, cũng như là khả năng của em. Tiếc nhất chưa làm được ở CA là chưa tạo ra một cái quy trình gì đó, chưa để lại được cái gì đó cho CA và cũng chưa có một cái kết quả gì đó đủ hoàn.
Có nghĩa là con nên dán một loạt đúng không? Mình cũng cắt đúng không? Dán từng cái một. Thứ nhất đó là CA là nhà. Nói chung là các bạn vào lâu nay thì sẽ được CA vừa được nghe chửi mỗi ngày. Nếu các bạn làm sai thì các bạn bị làm tốt thì thật ra là cũng ít người công nhận. Tuy nhiên các bạn phải thật sự công nhận nỗ lực của mình. Và thứ hai đó là CA sẽ giúp các bạn đi xa hơn khá là bạn. Và bản thân Phúc cũng vậy. Với 2 năm rưỡi Phúc ở đây, Phúc nghĩ là Phúc không bao giờ hối tiếc và rất là biết ơn đây này. Nhắn nhủ với những bạn newbie thì cố lên phía trước, vượt qua cái khổ thì còn cái khổ hơn nữa. Nói chung là nếu mà làm ở CA thì nên làm từ 1.5 đến 2 năm thì mấy bạn sẽ có nhiều kết quả và nhiều bài học hơn. Chưa biết sau này sẽ ra sao, tuy nhiên là một khi em còn ở lại team CA thì em sẽ bị hết sức để cống hiến những gọi là gì công sức của mình để xây dựng team một cách tốt nhất, và cũng như là những cuộc ăn chơi thì sẽ không thể nào thiếu bạn em đâu. I'm waiting over my head. 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 Drag me down to the surface.